Phòng đương đại làm cũng thả hàng rất kỹ đây, như anh Tuyền anh làm ở đây sao? Hay ông làm bên ngoài nhỉ? Ừ. Đẹp. Ừ. Đấy. Trường cây. Với Sai xin chào các bác nhé. Lại đưa mấy cụ cụ đẹp đi lên đường làm nhiệm vụ. Đây còn cây đây kéo kéo ra đây rồi. Nói chung là cứ tầm bán lỗ bán hòa mới lãi tí để bán rất là nhanh coi nhé. Đồ đẹp như này mà em thật anh em bán có vài chục triệu thôi. Con này con trực lúi ở nhà em. Cây này thì em chia sẻ các bác biết rồi, cây này thì giá vô cùng hợp lý. Anh em về cái là mua luôn. Ngoài đấy anh em cũng chặt bẹ làm đẹp hết rồi để lui kìa. Nhưng mà anh em qua 12 giữa đêm về cũng thiện chí quá các bạn. Đấy nha. Cái này ngoài đó gấu lắm các anh em. Đấy để ấy vào dây đây anh, tí mình kê gạch bên trong thôi. Đấy các bạn nhé, cái này đấy, về chất lượng này, đồ như này anh em không phải chê rồi. Nhà thằng Quang dưới kia. Ở đây có em và với anh ngồi được tuyến. Ừ, à tuyến bây giờ nó đi vào đang bàn việc thì nhà qua anh em cũng 12 giờ đêm, 12 giờ đêm coi anh em vào đây thiện chí mua. Hay còn là trong đây thì cây này thì cũng anh em tối qua chốt rồi này. Hay cây này anh em chốt rồi này. Cây kia chốt lốt rồi này, còn mỗi cái này vừa tỉa lá xong khả năng chiều bay lốt này. Đấy, và cái cây này thì tí anh em cũng xuống lấy lốt này. Cây kia thì chốt hôm kia rồi này. Nói chung là về cứ lãi tí bán. Anh em cứ bảo bán như rau muống nhưng mà lãi ít bán. Có cây là trong đây có cây bán hòa tiền đấy các bạn. Đẹp quá các bạn ạ. Và đẹp bên ngoài nhỉ. Ôi. Anh em đồ này thì giờ bán không đi mua đâu được thì giá nó vừa tiền. Anh em có cây anh em đòi nó căng lắm. Anh cho mấy viên gạch lên anh ạ? Hai viên gạch hai đít kìa thôi anh. Đó. Cho và cho 4 viên nữa. Tiến các bạn về với người yêu cây thì cũng rất vui các bạn nhé. Đấy thì anh em đây các bác mà cẩu cây cứ liên hệ với anh nhiều tiền đấy nhá. Đây số điện thoại này con này, kể cả cẩu ở xa luôn các bác, có các bác cứ liên hệ anh nháy tí bằng em bán đi từ đây Nam Định về mình bán được cái cây mới gọi là lãi được, gọi là thùng sữa này. Anh cho nghe sữa đấy, đấy cho sữa đấy được. Đây đá sao đây chỉ được. Rồi. Anh em nhé. Ui, các bác thấy ông lên cây nó như này. Phải nuôi này, nó ra tiền. Đấy, còn những cây này thì nữa mình ship thôi các bác nhé. Qua không chưa chia sẻ thì gọi là chia sẻ một chút thôi. Tí anh em và anh em lấy đây. Đây, cái đồ hôm qua này nói chung là mình chưa dọn sạch, mình mới để cái này thôi. Con này form đương đại và cây cốt rất là gấu coi nhé, form bà vài. Cây này con này thì nó đang bị đen cây, chắc khoảng tầm thời gian nữa. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển đến anh em, tí nữa mà chuyển cây đến thì mình sẽ chia sẻ mọi người nhé. Anh em ở đấy cũng nhiều cây đẹp lắm. Một gọi là không dám nói siêu phẩm nhưng đây đúng là một con xanh quê các bác này. Một cái tác phẩm đẹp, vườn cây rất đẹp. Chia sẻ với anh em yêu cây. Đây vườn của anh Giai Tuấn Anh ở bên Tây Hồ coi như đây, nhưng mà vườn này ở dưới Phú Xuyên. Ở
được ra mẹ Tây Hồ đéo. Ồ thế à? Chắc loạn rồi. Chắc lắng lắng hơi to say các bác ạ. Đấy. Đồng đa. Đấy. Và vườn của anh ấy trên kia thì quay thì anh em chắc xem nhiều, nhưng vườn dưới đây chắc là hầu như là cho thêm được không? Đất được không? Đấy. Đây vẫn nhiều. Vẫn chắc thêm. Lấy thêm bao đất này anh. Không lắng quá thì kê kê tạm úp vào chiều trồng nó đỡ lắng anh. Thôi rồi, cái kê cứ để tạm. Sợ anh mua quê đẹp chạy nhanh lắm. Cái này anh mới cắt được, chắc mới cắt anh nhỉ? Mới cắt đấy, mới được. Chia sẻ các bác ngắm tí nhá. Hôm nay hơi lắng tí nhưng mà gặp cây đẹp, vườn đẹp sạch này phải chia sẻ quý vị khán giả ngắm luôn. Đấy. Toàn thợ săn thành phố rồi. Đây kiểu như là vườn trên tầng của chú Tùng. Con kia đẹp này anh Tiến này. Đây này con này. Ừ. Rồi anh Tiến chỉ cần 1 năm nữa thử cho đồ nó vừa với gì 1 năm nữa không? Đấy. Anh Tuấn Anh Tây Hồ. Anh em hay gọi là anh đại gia Tuấn Anh Tây Hồ ấy. Tuấn Anh Tây Hồ ấy. Anh có cái vườn ở trên đấy to mà toàn cây mịn rồi. Đấy. Đây thì đa số là toàn form lùn lực dáng làng thôi nhé. Đây thì cốt thì rất là ok, rất đẹp rồi. Làm rất là đẹp các bác ạ. Thế nhưng mà cái ở đây các bác thì vẫn tưới nước giếng. Đấy, thì cây nó hơi bị xỉn màu một chút. Ôi giời. Có cây dưới này toàn lu thôi. Nói chung anh em đi hơi vội nên là mình không chia sẻ chi tiết được như mọi ngày đâu. Đấy, quay qua vườn anh em mà muốn giao lưu thì anh em cứ đến trực tiếp. Đấy, toàn những cây dáng làng thôi. Cái này thì giờ cũng khá lắng thì mình khá bận, mình không chia sẻ sâu thì mình chia sẻ khoảng tầm vài phút thôi. Toàn những cây dáng làng form lùn được đương đại. Biển đâu rồi? Hả? Biển đâu rồi? Chắc uống nước bên kia. Uống nước này này. Ui giời, đây ba con đè cũng phải, con này đẹp thật, con đè này. Đè chun, con đè đẹp anh Tiến này. Form đúng form, con của em ngoài kia nó to hơn con này. To hơn con này nhưng nó bắt đầu nó cũng vào bông rồi. Nhưng mà form nó cân hơn, đẹp hơn. Con này tí anh hỏi xem con này bao tiền. Đấy, toàn những form đương đại làm cũng thả hàng rất kỹ. Đây hình như anh Tuyền anh làm ở đây sao? Hay là ông nào con hoa nhỉ? Con này đẹp. Đấy, trường cây mà form nó cân đối. Ui thôi chết rồi, tướng rồi. Có nghỉ tí thôi thằng này. Tướng rồi. Đấy, vừa rồi mình chia sẻ một chút như vậy. Ở đây thì mình chuyển cho ông anh Giai cây này. Cây này bán gần như là gọi là thôi cái giá nói đến nó cho nó lại buồn này. Hợp lý. Cảm ơn em. Không phải là bác thì hợp lý nhưng em buồn, phải nói thật. Rất đông anh em đấy các bác nhá. Rồi. Ba ba cũng được. Dạ. Lầm giống nhau. Làm cây luôn. Ui thế tầm nào? Đầu tiên em tưởng anh Tuyền làm chứ. À. Cẩn thận nó vào tay đấy anh ạ. Tập trung vào. Tí nữa là được. Ui giời ơi các bác ạ. À mách này. Được, lấy cái bài đấy, cái bài này nó sụt chân. Sụt kệ nó. Nó chặn ở đâu ấy nhỉ? Kích lên đây. Kích lên là được rồi đó. Kích qua cái mặt kia là được rồi. Dê sang đây tí. Nhưng mà chơi cây to mà trong này cũng hơi khó anh nhỉ. Đó. Đấy, anh Tiến gọi là sờ bóp các kiểu xem nào. Lù nhờ sờ cái chỗ lồi lồi. Nói chung là hôm nay cũng có duyên là mua được một cái tác phẩm xanh, phải nói là hoàn thiện ông dăm. Nhưng nói chung là đầu tiên tôi nhìn tưởng là cốt, nhìn tưởng cây xanh điền cơ, nhưng mà form bóng phải nói quá chất này. Cây này lên form nhìn đẹp thật.
Bây giờ anh em sẽ chuyển ra ngoài nhé, mà về với đất chắc là sẽ về với đất Phú Thọ các anh nhé. Em hộ qua cái đây. Thế anh em kéo hộ anh đi. Chơi cây trong đây không có cẩu bất tiện anh nhỉ? Thế em mới bảo anh mà gọi cẩu trước đi mà. Ừ, anh gọi rồi. Chứ ở nhà em bốc nó và em đau lưng em thoát vị em không dám mấy. Đấy em. Đấy, cây đi rồi lại cây về. Cứ rẻ hợp lý là có cây mua cây bán các bác. Rồi, nào. Cây đẩy nha. Hai à, ui, cẩn thận đổ cây. Lấy đá. Nào. Từ từ. Hai. Ồ. Cẩn thận. Cẩn thận nó gãy cành đấy. Này về sau phải góp ý cái anh đại gia Tuấn Anh này, anh phải sắm cẩu mới làm cái vườn mặt đường anh nào đây, vườn đẹp thật, thế nhưng mà chỗ ra nó hơi bất tiện. Ôi lúc cái lạch cây kìa anh ơi. Hả? Không vỡ nhưng mà sao nó lạch hẳn đi kia, nó đổ ấy. Nó đổ đấy anh. Nó lạch hẳn kìa. Đấy nó đổ đấy. Cứ từ từ anh. Đấy, nhìn nó nghiêng hẳn rồi. Phải anh Tiến phải giữ cây anh Tiến ạ. Rồi. Anh phải líu lấy tình yêu chứ, tình yêu mà đổ trong sông thì chết dở. Cái này bọn anh đi chở lá tải. Đi xe con. Đi xe chở về chứ. À thế đằng nào tiện xe mình chở về về dưới đấy hay là tở chở về thế nào? Anh chở luôn cho em mới được. Anh gọi anh việc. À đây được, thế thì anh em đi chung một xe, bảo anh gửi định vị và anh chở đấy cho hết bao tiền, chắc hết tầm mấy đến đấy hết bao tiền đâu. Không cái xe của. À anh Biến ơi. Ra em bảo cái này. Đi được Phú Thọ không? Con này lá như lá móng. Anh chở con này lên thẳng Phú Thọ này. Bọn em đi vòng xuống thì đi anh em ra ngoài đấy luôn. Đi luôn đi, anh em ra luôn đi. Bảo rồi anh. Đẹp nhỉ. Chắc là xấu đây bác, không đẹp đâu. Con xin phép bác nhá. Con cảm ơn, chúc bác sức khỏe nhá. Đi. Đấy anh em. Nói chung là những lúc mà đi mua cây chưa chắc đã mua được cây đâu. Chưa được, quên. Không giả hộ bác cầm cháu. Thôi hiểu, cũng cầm dạ. Được. Thôi cháu ra, cháu đi ô tô của bác. Cháu cảm ơn nhé. Đấy đây. Anh Tiến hôm qua không ngủ sao, trông phở phạc lắm. Anh ngủ vẫn phải 11-12 giờ trưa anh mới dậy. Em trước thế bây giờ đếch ngủ được muộn. Giờ cứ tầm 15 giờ là dậy là bắt đầu đi xem ở đâu có cây để đi xem rồi.